Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Video này thì Khải xác định mua cái đai lưng này em ơi. Đai lưng 540, sinh lực nội lực cũng được vài 20, 30 gì đó. Nhưng là mua là xác định đỡ lên đảo luôn anh em. Để dành một đống đồ lên luôn anh em. Đây, đâu rồi? Đâu rồi? Sai thành bắc nè. Trời, đậu xanh thành trung tâm thành bắc. Đây nè, vừa cập nhật hàng được 68. Nói chung là đai lưng Khải cùi quá, chưa đủ móc gì hết. Giờ mua đai lưng này, rồi mua ít đồ viết viết và lên đảo một lần nữa nè. Nói chung là mấy cái trang bị đồ mất mát thì sẽ đỡ lên đảo ép luôn thành một lần, còn những trang sức thì mua sau. Ok, giá phải mua giá là 700k Việt Nam đồng rồi nè, nó khá những tin này. Ok đúng ạ. Như dịch đi xong cho Khải mua mua hạt à, thơ em này cho em xem ở đây mua với giá 700.000 rồi nè, 700.000 nha. Đó. Rồi chốt ở đây lưng đây nè, được một đai lưng này đó, này mua với giá 700.000 nè, nó khá chính tiền nè. Phan đợi thấy sao theo Phan Phong Hạ chung ơi, bây giờ nói chung là có đồ thì mua thôi em, đều không có đâu mình mua, dù như có thì mình đầu tư ít mình mua đánh trong kia mà nó khỏe anh em. Phan Phong Hạ mua đai lưng, mua kim rồi. Ok đúng rồi, đai này đường bông xài ok luôn em, nhưng với giá 700k thì cũng được chứ không có mắc lắm. Phan Phụng Hạ có kim. À, ok đó, mua được đai lưng này mày. Rồi ok, Khải sẽ xem thêm ít đồ nữa. 25 kháng lôi, 25 phòng ngự, 25 kháng băng, 25 sát thương lý, nội công trang điểm, bốn loại đó. Rồi anh em xem thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ ở cái vấn đề đầu tư này mày. Đai lưng này thì xài sập server nha nè. Tạm giờ Khải đang mua cái nhẫn chón 40 dòng 1 nữa, thì đạt hiệu ứng làm chậm hiệu ứng chón 80 đó, dày rồi nhẫn nữa thôi tìm không chưa ra đó. Còn đại lưng này Khải sẽ thay đó. Rồi anh em xem đừng quên cho một like video này nha anh em ơi, đầu tư đã cố gắng đánh lên top cho vui nè. Hôm qua em kia đánh top 14 rồi không ăn thua, phải đủ hiệu ứng thì mới đánh được nè. Tầm này thì yên với cái 40 chón nè và 40 làm chậm nè, chung là hơi cùi. Rồi tiếp tục.